Đó, ông tức cái nông tủ mở vô ra không được. Như đó 15 đồng rồi. 15 đồng. Cũng được đó. Chi. Cả đợt nữa ở xa ra một rồi nó cắt thịt nó bả dơ. Đúng không? Có sức được ngon. Rồi lạ đó. Này này làm kiểu kiểu lạ phải không nha. Đấy. Đi đi. Mẹ nào? Đó, chả mới hào lắm không? Ừ. Giờ làm mất như là lại. Cũng được, ăn mấy cũng ngon. Thôi, cái lượng cá giờ nó bắt mất rồi. Tắm là mấy phần? Là 5 lần. Cái đuôi bán 6 lần, cái lượng. Cái gì vậy? Cái lượng chợ Mỹ luôn. Mỹ khen thì lúc bán chợ Mỹ không có lượng. Nói chợ Mỹ. Mỹ Mỹ đâu bán. Nhớ bác cái nạc không đó, cái nạc không nhiều lúc nó bán ăn sale á. Ừ. Ăn sale dạ, 7 đồng, 7 cái nạc mà nó được. Ừ. Nghĩ cái má bỏ cái không? Cô nói gì đó má mà. Bỏ sao? Được rồi, nó giảm miếng được rồi. Ừ, được rồi, con cái dĩa. Được rồi, cái là. Ok rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này cái gì? Cà phê là cái cà phê á. Phê. Nó muốn cà phê không? À, đèn cái đèn này ha. Ok. Nó từ từ ra. Để nó cho con đi ra. Cái này cái hạt này ra, cái thịt này. Nó theo. Ừ, cho nó theo các xương á. Ok, hiếp mà. Nào, thì con lấy cái bao ăn bà sai á. Thank you.
glass. Okay. You want it fit? Come here. You want a camera? Come here. You stay here with me. You run away. Stop. You eat the skin. You eat the skin. Come on. Skin down, huh? Go. Yeah. You're not wrong. You're not wrong. You're not wrong. Mẹ hả? Mẹ hả? Con này chưa mẹ. Con chưa mẹ. Con 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 mẹ. Ở nay nó có gửi đồ ở tầng thứ đó. I picked up my electric scooter. Well, my new hat. No. Đấy là electric scooter. The electric scooter. Ở đó thì my new hat. It's up the hat. Đợi cái nó. Bỏ cố hơn. Ôi sao thật. Trời đất nhà mình nó lên cao nó hết lá đấy, lá nó hết đầu đen à. Úi cha, tôi đưa vô đây mày. Mặt clap ở hôm nay rồi nhiều. Bắt đầu vô nay rồi nhiều mấy năm. Mày nó cửa không mở ra. Không, mình hé nó cũng vô rồi. Giờ con mới đồ ăn ngoài cửa nữa. Đập ngày nay biết nhiều lắm, đập chút. Ồ, cái này, cái nó lên đọt nó đắng đắng. Nó đớn rồi. Ăn được rồi, nó đang không? Ăn chụp đi chị. And I'm good now, bye bye. Hả? Nó hút chút hả? I'll eat it. Why? Có món cá này hả? Con cá này không? Không, rửa tay cho nó đi. Rửa tay cho mình. Tổng trà. Làm gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? Cái áo tắm của nó rạc lâu một tiếng không có. Nó rửa mất chung rồi nó. Bé hết cái rồi. Đó là hả? Ừ. Tắm nhạc con chân bỏ cho tủ nó rồi. Rửa. Lấy ra này không cái rồi. Con xếp đầu cái. Không cái con xếp luôn. Dạ, cái đó không biết. Nhưng mà cái hôm qua là xếp hết cái máu cái rồi. Thiếu quần luôn. Sao anh lấy nó phải không? Không có. Hôm qua là mình bật cái sao? Em có lấy cái nào trong tủ chưa? Chưa. Chưa về chậm á. Cắt một tủ cái chút con lấy cho. Ừ. Cho em lấy móc kèo ra chứ em có ba cái nào cũng bự. Chút con lấy cho. Con bữa con chưa hết con cái rồi bỏ chậm á. Không biết phải mình... Mà cũng tiếp á. Chắc cái đó. Cái đó thì nó bận nhiều rồi. Còn mấy cái keo chậm á. Cho nó thử bự. Nó bự quá. Không chịu. À, nhiều rồi. Bởi mình gửi em lại đúng không? Vâng. Cảm ơn. Các bà cứ tự hỏi muốn yêu gì làm gì. Các bà cũng tiện nói lắm lúc nào cũng hỏi ha. Bà cũng nói chuyện, nói chuyện đó, bà chuyện để nói.
trong đó có mà nó nói rồi. Đủ giải vui. Mình rồi kiếm tiền rồi đó, mình cũng nói chuyện này cũng kia. Nói này là anh gì ăn mà anh kia ăn kia. Đúng rồi. Như tối nay ăn gì? Vừa ngon à? Hơi bự quá, hơi dài. Thấy nó bán cái tươi mà ăn luôn à. Chẳng thấy bán rau cá sấm hết à? Hơi rời quá. Không nhìn đó hả? Thì con thì không bự quá. Nói mua về làm chắc là không hỏi. Thôi mua cái đùi thêm rồi làm chẳng cái rồi. Không, rất là dễ làm, không có khó. Đó rất là dễ. Đây ở Việt Nam bây giờ ở ngoài ruộng về tới nhà là sạch thân sạch da hả? Suốt da lọt hả? Ở Việt Nam bán ớt á, mua ớt buôn bán về đây đi thành phố mình đi nó rất là cực. Không thấy không, bỏ ba cò ròn rồi xong rồi lên phải cắt nó từ lớn lên xe phải cắt từ lớn đi phải đi á, thì khách mua xe tải á. Hồi xưa nó đi buôn bán có gì có phà cực à. Chứ đâu phải như có cầu nó gì giá thử đi phà phà nó gì tối về đà nẵng cái chuồng nó xíu mà không có thuận ghê. Có nó hồi đó nó cướp ra ở dưới má có cầu ngang đó hả? Má có cái cầu mới thuận á. Trên con cũng có tên cầu ngang luôn. Cầu ngang là dưới tỉnh. Cầu ngang là dưới tỉnh á, dưới xã huyện á. Trên con chỗ nhìn cái cây cũng có cầu ngang. Đó, cũng nhìn cái cây nó hiu. Cầu ngang đó. Chỗ ngang đó. Ngang tẻ thôi, con nghĩ lông. Mình chạy thẳng xuống nữa là cầu ngang đó. Nó mang cá em á. Chính rồi, chính cái vỏ nó mỏng lét rồi thôi á, muốn quá trời muốn luôn. Trời thì còn bữa nay mới chín quá trời quá. Thì đó, muốn quá trời giờ không có mua đâu. Trời ơi, quá trời, muốn mất cái nào bấm mới ăn được. Nó làm ra từng đợt, có đợt cái gì là cái con. Khi nào ai mua gì ăn cũng được hết đó, cái nó cũng ngon đó. Nó ăn chắc ngon đó. Nào nó có bao nhiêu hoa không để con có gì vậy á? Mình cái này là cái vỏ nó mỏng lé quá trời ngủ gì. Ở Hải Lộc ba dĩ đâu biết quá ở. Bây giờ bà ở gì đó tên? Rồi mấy bữa thì mình mua cái vỏ nó dẹt cỏ, cái này vỏ nó lé. Ba mấy bốn mấy làm gì? Mà không thấy sao. Mấy? Có ba mấy là mua. Ba mấy làm rẻ. Về rẻ hơn cho con không mua không bữa nữa. Cô không mua mấy lần trước bốn mấy là mà lâu nhiều nữa. Bốn một lần á. Ngon. Bốn lần. Accessory vỏ. Có accessory. Rồi mở cái quạt cho mua quạt lên nè. Hơi gió quá. Chín rồi. Nó rất trẻ. Này nó nóng. Này thì nóng nhiều bên ngày đừng có xuống mới lạnh ở nhà mới ngọt quá. Có lên. Vừa có khoảng 140 mấy nghìn điện. Đó rồi. Là khách đi ra ngoài.